Theo hãng tin AFP và Reuters, tầm nhìn tại Bắc Kinh đã giảm xuống chỉ còn dưới 200 mét do sương mù ô nhiễm, buộc chính quyền phải đóng cửa một số đoạn cao tốc. Nóc các tòa nhà cao tầng tại thủ đô Trung Quốc gần như biến mất vì không khí bị ô nhiễm. Trạm đo lường chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đo được chỉ số PM2.5 ở mức 234 microgram mỗi mét khối, cao gấp nhiều lần khuyến nghị an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Chỉ số PM2.5 dùng để đo mức độ các hạt vật chất nhỏ trong không khí. Chỉ số càng cao thì càng nguy hiểm vì các hạt vật chất này có thể xâm nhập sâu vào cơ thể con người. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc giải thích đợt sương mù ô nhiễm mới là do điều kiện thời tiết không thuận lợi và cho biết tình trạng ô nhiễm sẽ kéo dài đến ngày mai 6 tháng 11. Hôm 4 tháng 11, chính quyền Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo ô nhiễm nặng đầu tiên cho mùa thu và mùa đông năm nay. Nhà chức trách cũng yêu cầu đình chỉ một số hoạt động xây dựng ngoài trời, hoạt động của nhà máy và các hoạt động ngoài trời của học sinh. Trung Quốc đặt mục tiêu cắt giảm chỉ số PM2.5 xuống trung bình 4% mỗi năm tại các thành phố chính vào mùa đông năm nay. Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng trong những năm qua khiến ô nhiễm không khí không còn là vấn đề xa lạ với người dân Trung Quốc. Tình trạng ô nhiễm thường nghiêm trọng vào mùa đông do hoạt động sản xuất điện than và sưởi ấm của người dân. Tuy nhiên, tình hình đã được cải thiện đáng kể. Các đợt ô nhiễm cũng không còn thường xuyên như trước nhờ sự quyết liệt xử lý của chính quyền. Bộ Môi trường Trung Quốc thông báo sẽ mở chiến dịch giảm ô nhiễm không khí tại 64 thành phố trong cuối năm nay và đầu năm sau, tập trung chủ yếu tại khu vực có nhiều nhà máy, khu công nghiệp. Các biện pháp cải thiện chất lượng không khí diễn ra ngay trước thềm Olympic mùa đông 2022 diễn ra tại Bắc Kinh và thành phố Trương Gia Khẩu từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022.